Sao? Nó cướp đi rồi ư? Cha ơi, cha ơi, nó to và hung dữ lắm. Để con che chở cho cha. Không cần, để ta. Cha ơi, con xin cha mà. Con xin cha, nó to và hung dữ lắm cha ơi. Nó thời hung dữ lắm. Nó thời hung dữ lắm. Nó cắn, nó câu cào. Dạ thưa cha, để cha vào con thức không yên. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Dạ thưa cha, sẽ có một người thay cha vào đó lấy con nai về cho cha. Người đó là ai? Người đó chính là Lang Liêu. Sao? Lang Liêu à? Hình như ta nhớ, trong những người con của ta có một đứa tên là Lang Liêu. Dạ đúng ạ. Cách đây 13 năm, vua cha đã đuổi mẹ con Lang Liêu rời trốn kinh thành ạ. Sao? 13 năm? Vậy là đã 13 năm rồi ư? Truyền gọi Lang Liêu. Truyền gọi Lang Liêu. Vua cha có lệnh cho gọi Lang Liêu. Lang Liêu. Đệ chào các huynh à. Các huynh ơi, Có thật cha cho gọi đệ ư? Lang Liêu, cha cho gọi em mà. Các huynh nói thật chứ? Có phải cha cho gọi đệ thật chứ? Mà không, các huynh đang nói dối đệ. Lang Liêu, cha cho gọi em thật mà. Các huynh biết đây, đã 13 năm. Đã 13 năm, cha đã quên đệ rồi. Kìa, Lang Liêu, lũ tinh tinh nó cướp một con nai của cha. Đối với huynh, chuyện đó là nhỏ. Nhưng để tạo cơ hội cho đệ được gặp cha. Và lại, đệ cũng là người có sức, quen sống nơi vực thẳm hang sâu. Cho nên, huynh vừa nói mấy câu mà vua cha cho đòi đệ ngay lập tức. Các huynh, thế cha đâu? Cha ơi, con là Lang Liêu đây. Đất ơi, vật dụng của con đây ư? Có phải Lang Liêu mà 13 năm trước ta đã đuổi khỏi hoàng cung không? Cha ơi, chính con là Lang Liêu, là đứa con thứ 22 của cha đây à? Cha ơi, đã 13 năm, con chưa một lần được gặp cha. Con nhất nhớ cha, con muốn được nhìn thấy cha.
muốn được học cách đi săn của cha. Nên khi biết cha đi săn, con đã lặng lặng đi theo. Con chỉ dám đứng cuối của đoàn thợ săn. Con chỉ dám nhìn cha từ đằng xa thôi. Cha ơi, mừng vì con được gặp cha. Ơi cha ơi, lòng con vui sướng lệ nhoài. Mà dạ con đi, sao nức nghẹn nói không thành ý câu. Nắng mưa dãi rồi, bao năm cách biệt nay phút đi gặp con đi lệ nhòe đôi mắt đi cho lòng đi buồn đi thức đi ngắm con khờ mà lệ trái rơi. Làng liêu con, cho dù giống bao ý trùng khơi mãi không xa rời, trai trong già con đi mãi chờ trong đi anh hồng chiếu một ngày. Cha ơi, nức nở nghẹn ngào con được gọi cha. Làng liêu con ta. Dạ thưa cha, con nghe nói lũ tinh tinh hung dữ đã cướp mất con nai của cha vừa mới bắn xong. Con xin nguyện gắng hết lòng để vào trong lấy bằng được con nai về cho cha. Các huynh ơi, các huynh cứ yên tâm, đệ sẽ cố gắng hết mình để vào trong lấy bằng được con nai về cho cha. Dạ thưa cha. Chính làng liêu không phải đâu xa, chính là làng liêu nhà mình nghĩa đề. Chính làng liêu nhà mình nghĩa đề này à. Ấy con mà tin rằng là sẽ tìm ra thời chắc chắn cha à, sẽ tìm ra phải lấy lại nai về. Quả thực là nghĩa huynh nói đúng ngay dạ cha. Ây làng liêu thật thà có tài cao, người đáng đi mặt là anh tài có tài cao, người đáng đi mặt là anh tài y hình. Làng liêu, em hãy vào lấy con nai cho cha, rồi vua cha sẽ có thưởng. Em không cần ban thưởng, vì cha, vì cả các huynh nữa, dù có gian khổ nguy hiểm đến đâu, em quyết không từ nan. Huynh,
huynh cầm chắc dìu cho đệ. Đệ, đệ điên à? Không có dìu, thế lấy gì để chiến đấu với lũ tinh tinh? Đệ không cần, mà các huynh vẫn còn nhớ, cha đã từng dạy rằng không được lạm sát muông thú một cách vô ích. Các huynh cứ yên tâm, đệ sẽ lấy bằng được con nai về cho cha. Kìa, Lang Liêu, Lang Liêu! Trời đất ơi, im ắng quá, ta lo quá, không biết Lang Liêu có làm sao không? Lang Liêu, Lang Liêu! Lang Liêu ơi, đã 13 năm cha con ta không được gặp nhau, vậy mà con vẫn nhớ tới ta. Con lặng lặng đi theo đoàn thợ săn, chỉ được nhìn thấy ta, học cách săn bắn của ta. 13 năm cha con ta không được gặp nhau. Để giờ này lòng cha đau như thắt. Chúa ơi, xót ni nghẹn ngào, cha ơi nay, cha nay Chúa xót ni nghẹn đi, gọi nó đi xem thế nào. Con đi ơi, con đi ơi, ơi ơi à, để trái thời xót đi thương, hình bóng con đâu, lòng cha quằn ni thắt ni âu sầu, hình bóng con đâu, lòng cha quằn ni thắt ni âu sầu. Các huynh ơi, Lang Liêu đã về, Lang Liêu đã về. Ơi, Lang Liêu, Lang Liêu, trời đất ơi, Lang Liêu, Lang Liêu, con có làm sao không? Con có bị thương ở đâu không? Trời đất ơi, cha ơi, con không sao. Các huynh ơi, cha lo cho đệ đấy. Cha ơi, ta lo cho con ư? Ừ, ta lo cho con, vì con là giọt máu của cha mà. Cha, ui, đi về với cha. Các con, ta về thôi. Đi, để cha, còn con nai, để con đi lấy con nai về cho cha. Trời ơi, Lang Liêu. Cha ơi, trời ơi, Lang Liêu. Con nai của cha đây. Đấy là con nai rồi. Kìa, lũ tinh tinh nó ra đấy. Mọi người hãy cẩn thận. Ôi, thôi, về thôi cha ơi, về thôi, về thôi, về. Là ai? Các người ở đâu? Sao các người lại đến đây muốn sát hại mông thú của ta? Các em có làm sao không? Các người hãy hạ mũi giáo xuống. Đây là lãnh địa của các bạn tinh tinh. Các người mà làm chúng nổi điên lên thì không sức nào cản lại được đâu.
Các người yên tâm, ta đã có cách. Các người thấy không? Chim muông chúng đang kéo nhau về đây. Nào, các em, các em lại đây để chị ru em ngủ nào. Lại đây. Trời ơi, ngủ rồi. Thật lạ kỳ, ngủ rồi. Chúng đã đang ngủ hết cả rồi. Giỏi quá. Nàng ơi, sao nàng làm được thế? Nàng giỏi thật đấy. Các người hãy đi đi, trước khi chúng tỉnh lại. Mà nàng tên là gì? Chàng không nhận ra ta ư? Đã rất lâu rồi. Không biết bao nhiêu mùa trăng nữa, có một cô bé cưỡi trên lưng hồ cùng với muông thú lăn đá từ trên vách núi xuống để đánh giặc Ân giúp chàng. Chàng không còn nhớ ta ư? Trời ơi, nàng là cô gái đó sao? Nàng đã lớn và xinh đẹp thế nào rồi ư? Đúng rồi, chính nàng là cô gái đại ngàn. Các em, đây là bạn của ta, bạn của ta. Nàng ơi, nàng có biết không, đã biết bao nhiêu mùa trăng, ta đã đi tìm, mong được gặp nàng. Không ngờ, lại được gặp nàng ở đây. Ta thực vui lắm, ta thực vui lắm. Kia là cha ta, là đức vua đấy. Nàng, vào cháu đức vua đi. Đức vua? Ừ. Chào bác. Này, không phải là chào bác, mà nàng hãy quỳ xuống vái lạy đức vua như thế này này. Nàng hãy quỳ xuống đi. Cha. Chào đức vua. Vậy tên con là gì? Tên con á? Con cũng không biết được. Con chỉ biết khi ấy con còn rất nhỏ, rồi con bị ốm. Khi tỉnh lại, con thấy mình nằm trong một cái hang, chính là cái hang này này. Rồi lúc ấy, xung quanh con chỉ toàn là muông thú. Đức vua ơi, con nhện này nó bị thương đây. Con vừa vớt được nó ở dưới suối lên. Loại nhện này bây giờ trong khu rừng còn hiếm lắm. Mau khỏe nhá, rồi sinh cho chị một bọc trứng, nở thật nhiều con, nghe chưa? Mà đức vua vừa hỏi con tên là gì ư? Con không có tên đâu. Sao? Con không có tên ư? Dạ. Vậy ta sẽ ban cho con một cái tên. Đức vua nói sao? Người ban tên cho con ư? Ta sẽ ban cho con tên là Thục Anh. Thục Anh? Thục Anh có nghĩa là gì ạ? Thục có nghĩa là nết na thủy mị. Anh có nghĩa là sáng dạng.
Thục Anh. Ta tên là Thục Anh. Ta tên là Thục Anh. Các em ơi, Thục Anh. Lang Liêu, Lang Liêu ơi, em tên là Thục Anh đấy. Đúng rồi, Thục Anh. Thục Anh. Dạ. Con có muốn về với ta không? Về với Đức Vua. Thế con ở đâu? Con ở đâu tùy thích. Còn các bạn của con, các bạn có được về cùng con không? Được, con có thể đưa tất cả các muông thú của khu rừng này về với kinh thành của ta. Thật ư? Thật vậy ư? Các con, à, hồi cung. Này, bác làm gì mà rít lên thế hả? Ấy kìa thím, à, thím cứ làm anh giật hết cả mình. À, tưởng là vợ của hoàng tử Lăng Nhân đang hồi phủ đấy. Bỏ gì? Kể ra thì cũng lắm sự lạ trên đời. Lạ lắm. Ấy sao đây? Mà này, sao? Sao hôm nay các hoàng tử lại đến đây đông thế ạ? Ôi giời ơi, này, đang họp bày mưu tính kế để tranh cái ngai vàng đấy. Hoàng tử cả, hoàng tử hai cùng các hoàng tử tự nhiên lại thân nhau đến thế nhỉ? Ý, chả thế thì không à. Này, sao? Em nghĩ là việc tranh giành cái ghế. Ôi giời ơi, đã nói rồi là tranh cái ngai vàng. Ôi giời, em chả biết cái ngai vàng là cái gì, nhưng đấy là cái ghế của vua ngồi. Mà cùng là cái ghế mà lại khác nhau đến thế nhở? Khác lắm. Mà ghế nào mà chả có tên, mà cái tên ý thì lại phụ thuộc vào cái đít người ngồi. Mỏng vơ. Này nhá. Làm sao? Tuy cùng là ghế, sao lại khác nhau, đâm chém giết nhau để thành cái ghế? Trời ơi. Thôi đời là thế. Cái ghế khác nhau, cái của nhà giàu quyền là cao chức trọng, ngồi cao lồng lộng, ghế của nhà vua dân chúng quê mùa ấy thời là ghế bếp. Ôi này trời, vừa nãy bác đặt tay lên mồm em mà làm em cứ thấy dâm gian hết cả người. Trời ơi trời, con đâm chém nó giết nhau để giành cái. Ôi. Này, quên. Sao không đặt lâu thêm một tí. Thôi thím im đi. Này, chẳng qua là hoàng tử Lang Nhân đang thân cô thế độc, áp phủ lại đang sửa sang nên người dọn sang đây để tiện bề lo. Âm mà cũng sắp tới ngày tế trời tế đất. Đức vua sẽ chọn người kế vị ngai vàng này. Không sao á, Đức vua sẽ chọn được hoàng tử vì nước thương dân. Chứ còn cái lũ tranh giành quyền chức thì phải quét sạch nào, quét sạch nào. Có nhà nành tay nành tay mùng nhau quét sạch kỳ nào. Có nhà nành tay nành tay mùng nhau quét sạch kỳ nào. Quỳ ấy để thời là quét ơi trông nhành bao nhiêu bè cánh san làm đó lâu.
cái gì ở đấy hả? À, dạ, 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 dạ. Dạ không ạ. Không ạ. Cút. À, dạ. Dạ, dạ. À, cút. Cút ngay. Dạ, dạ, dạ. Cút, cút. Chúng con cút à. Tôi đấy, ngọc của tôi đấy. Ngọc của ông ấy hả? Ờ. Này thì ngọc. Ôi giời, thôi thôi, này, nhả ra, nhả ra. Ngọc quý của tôi mà, nhả ra. Cái viên này ấy hả? Ờ. Ngoài suối ấy, đầy. Ôi giời ơi, ngoài suối đầy. Làm gì mà lén lút nhan trộm thế? Để bé cái mồm lại. Chúng nó ở trong kia hết. Này, lại tôi bảo. Đây, mụ hãy cầm lấy. Xem bao nhiêu hoàng tử. Chia cho mỗi đứa một viên. Để cho chúng nó còn ủng hộ tôi. Muốn lên được ngôi cao á, phải lo cho vẹn bề mọi sự. Ông cứ toàn làm khó cho tôi. Cái việc lo lắng cửa nhà tôi đã nhọc hết sức rồi. Giờ lại phải thay ông làm cái việc mà tôi chẳng muốn. Tôi nào có thích hơn thua tranh đấu. Tôi chẳng có thích gì cái chức trọng quyền cao. Tôi ấy, tôi cứ miễn sao là cái tâm hồn tôi nó được nhẹ nhàng, thư thái. Ôi giời, thôi, 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 thôi. Thôi, con lại mẹ. Này, đúng là cái loại đàn bà đái ngồi đái không qua cái ngọn cỏ nhá. Tôi hỏi mụ, mụ được ăn ngon là nhờ ai? Mụ có của ăn của để đến ngày hôm nay là nhờ ai? Một mình tôi ngày đêm lo liệu. Nếu không cái ngôi cao kia nó sẽ về tay người khác. Đến lúc ấy cháo cũng có mà húp. Đừng có nói là cao lương mỹ vị. Tôi thấy bình thường. Chẳng qua ấy, là ông cứ cả lo cả nghĩ. Chứ ai lên làm vua thì cuộc sống nhà mình cũng có gì mà thay đổi. Này, tôi nói thật nhá. Có thay đổi thay chi cái gì đâu. Ông vẫn là ông hoàng công mỹ từ nay an. Ấy bao nhiêu người hầu khác chi đâu. Mà lại phải cơ cầu khác chi đâu. Mà lại phải cơ cầu. Im ngay mồm đi. Tôi chẳng phải im. Biết gì mà thưa. Có khác gì nhau. Đá bảo là cơm. Việc thì phải im. Vì đằng nào cũng vậy cơ. Sao mà phải lạy lục ai việc. Mai này ai làm hoàng thượng chẳng qua là như tượng vững tay. Có gì mà phải sợ ai. Đã bảo là câm. Ôi chẳng phải câm. Mụ thích gì nào. Ông muốn gì nào. Ngại chẳng ở đâu mụ hụ nào như vậy. Cái nhà này biết trông cậy vào ai. Nói cho mà mụ đầy sáng mắt chớ. Hốn nào cái thói cuồng ngông. Bên này phải biết tay ông. Ông thì công
không cho nói thì thôi, đây cũng chẳng thèm. Đây, ông cầm lấy mà đi lo lót cùng. Ôi trời ơi, bà con thấy không? Không nhanh một tí nữa thì cái gói ngọc này nó vào mặt thì vỡ hết mặt. Ôi giời, đẹp mặt chưa? Đường đấy, Đường là vợ một hoàng tử cả mà không bằng mấy đứa nhà quê. Ôi giời, không dạy nổi vợ. Đúng là khổ cái thân tôi, ông tơ bà nguyệt khéo xe nhầm. Các lệ đâu? À. Ra tất cả đây. À. Nghĩa đệ. À. Việc sao rồi? Ê kìa, Nghĩa huynh. Nghĩa huynh cứ kê cao gối mà ngủ, còn mọi chuyện cứ để đệ lo. Tất cả các hoàng tử đây, họ đều hứa sẽ không dâng lễ vật trong ngày tế lễ đất trời, mà có thì cũng chỉ là những thứ tầm thường trong dân dã. Ta cũng đã cho một toán người xuống biển, một toán người lên rừng, ngày đêm tìm của ngon vật lệ dâng tiến vua cha trong ngày tế trời tế đất. Nhưng có một số hoàng tử, họ không thuộc phe anh em mình, họ bỏ ra không ít nhiều bạc vàng hòng mua được những thứ ngon vật lạ. Các đệ. Dạ. Lại đấy. Dạ. Ta đã có tai mắt khắp ở mọi nơi thì chuyện gì ta không biết. Ta còn biết Nghĩa đệ cũng cho người đi tìm của ngon vật lạ, chẳng hay cũng định tranh giành ngôi báu đó sao? Ấy kìa, Nghĩa huynh, đệ nào đâu dám. Đấy là... là đệ nhờ họ đi hộ Nghĩa huynh đấy ạ. Nào quản chi vất vả, em tất tả hết xuôi lại, ngược quyết tìm mà cho chi được những sản vật hiếm ngon đấy. Đại huynh, đã nhất tâm phen này, nhất định nhang này à, ấy ngôi à, cao à, ngọc ngà sẽ về ta, nhung mi gấm mi lụa là mãi gần ta. Thời huynh nghĩ trưởng làm đầu kinh. Nghĩa đệ cũng biết điều đấy. Ta đã có tai mắt khắp ở mọi nơi, nếu kẻ nào ăn ở với ta hai lòng, ta e sẽ khó bảo toàn tính mạng. Ấy kìa Nghĩa huynh, ấy à, đệ nào đâu dám mà. Người một nhà xuất chia tất nghĩ cả này à, anh ơi à, cao à, ngọc ngàng à, sẽ về ta. Thời phải nghĩ biết quận hòa sống à, vì nhau. Thời huynh nghĩ trưởng làm đi. Thôi được, các vệ. Dạ. Ngồi xuống đây. Dạ. Nghĩa đệ. À. Đệ. Các đệ. Dạ. Nghe đây, nếu ta được lên ngôi cao kia thì cả cái gia tài này sẽ thuộc về các đệ.
Đặt xuống. Ta đã được lên ngôi đâu. Ừ nhỉ. Việc bây giờ các đệ phải làm là phải o bế Lang Liêu và cô gái Đại Ngàn, để chúng không có lễ vật dâng tiến vua cha trong ngày tế trời tế đất. Các đệ nghe rõ chưa? Rõ rồi ạ. Úi dạ. Đã rõ rồi thì cứ thế mà làm. Không có gì, tí nữa là sẽ cho các ngươi ăn nhá. Ôi, khổ lắm, đã bảo là không có gì chứ luộc vẫn còn sống mà. Lang Liêu, Lang Liêu, trời ơi, kìa, nào, mẹ ơi, con. mẹ có làm sao không? Không sao con ạ. Bác ơi, bác có làm sao không bác? Không sao con ạ. Nhưng mà chúng nó cứ nhe răng ra con. Mặt các bạn ấy lúc nào cũng vậy mà bác. Thế hả con ạ? Bác lại đây. Bác ơi, các bạn ấy đã nuôi lớn con từ nhỏ. Con cũng không muốn đưa các bạn ấy theo cùng đâu. Nhưng mà các bạn ấy sợ con một mình đến với con người thì sẽ gặp nguy hiểm. Thế hả con? Dạ. Ôi, các bạn con làm gì bác thế? Bác ơi, bạn ấy đang bắt cháy cho bác đấy ạ. Bác có cháy đâu mà bắt hả con? Ở đây gì bác? Ôi, bây giờ bác mới nhớ ra, hôm qua bác ngủ với cái bà hàng xóm con ạ. Dạ. Thôi, con bảo bạn của con bắt cháy cho bác đi. Dạ. Ui, thôi. Ui dối, bác kìa, hết đầu bác rồi con ạ. Là sao thế bác? Không. Mẹ ơi, các bạn ấy giật tóc mẹ à? Không. À, con này. Dạ. Chúng nó bắt cháy khéo lắm con ạ. Thế sao mẹ lại chạy? Con nhìn xem, những bàn tay của chúng nó để đến đầu mẹ, ai mà chả sợ hả con? Bác ơi, vậy để con đưa các bạn ra ngoài vườn bác nhé. Ừ, con đưa các bạn của con đi đi. Dạ, nào, các bạn, theo tôi. Lắm mẹ à. Lang Liêu. Mẹ. Chào ôi. Sao muốn thú chúng lại yêu thương nhau đến như vậy? Chẳng bù cho con người. Mẹ con mình bị đuổi ra nơi hoang vu hẻo lánh này cũng chỉ vì cái ác của con người. Con là đời sao ngang trái tại tề lòng đau nhói lệ. Hãy
làm trôi đắng cay đến kiếp thời, thương con nỉ thời nhói đau lòng mẹ đây. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Đã 13 năm trời, mẹ đã chịu bao nhiêu cay đắng tủi hờn. Chỉ ở ruộng ở nương. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Con thấy khổ vất vả gì đâu. Được làm những công việc mà mình yêu thích, được làm những công việc mà giúp được người dân nơi đây có cuộc sống yên bình, no ấm đủ đầy. Con thực vui lắm. Lang Liêu của mẹ. Mẹ ơi, chỉ cần được ở bên mẹ là con đây đã mãn nguyện lắm rồi. Lang Liêu con. Con nào đâu mơ cao sang quyền quý. Mẹ biết đấy, ở trong cung, cuộc sống làm sao sánh được như mẹ con ta. Nơi đây có những người dân hôm sớm hiền hòa, lại có cảnh sắc thần tiên thơ mộng. Mẹ, con nói thực với mẹ, con thích được sống ở đây. Được làm bạn với cỏ cây hoa lá, được tắm mình nơi dòng sông yên ả, được sống trong tình người, làng bản quê hương. Mẹ ơi, mẹ thấy không? Non ni bồng, nước nhược là đây. Suối reo chim hót, xanh cây núi rừng, hương thơm mi lan tỏa thơm. Nhất là bên mẹ con nên
Lang Liêu. Mẹ, cả đời mẹ làm bạn với ruộng nương nên mẹ hiểu nỗi nhọc nhằn cay đắng. Nhưng được cái là sống trong bình đẳng, chẳng ganh đua toan tính lời quyền con ạ. À. Mẹ, con mẹ. Con của mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì thế hả mẹ? Đức vua đến, Đức vua đến. Bác ơi, bác ơi, Đức vua đến. Mẹ ơi, cha đến. Cha ơi, con mời cha vào trong này. Cha ơi, con mời cha ngồi. Lang Liêu. Dạ. Mẹ con đâu? Mẹ ơi, cha đến. Mẹ ra với cha đi mẹ. Cha con có cho mẹ ra không? Có đón tiếp mẹ không con? Bệ hạ có cho thiếp ra không? Nàng ra đây đi. Ta đến đây với mẹ con nàng mà. Nhà nước Văn Lang, vậy mà ta đối xử với mẹ con nàng không phải. Cha. Đức vua. Rồi con nhỉ? Thưa bệ hạ, mới như ngày hôm qua. Dạ thưa cha, chỉ mới như ngày hôm qua thôi. Cha giận, cha đuổi mẹ con đi. Sao? Mới như ngày hôm qua thôi ư? Hai mẹ con nàng vẫn yêu ta đến như vậy ư? 13 năm, 13 năm mà như ngày hôm qua thôi ư? Cha ơi, con ơi.
sầu tôi tai tê chua xót ni nghẹn ni ân hận nì xót xa thời chữ ta xôi hồ làm vì sao đi thời là ta thời chữ ta ôi hận tim đau chứ để ruột đi gan mà chúa xót đi ơi chứ để hận lên nỗi hận trời đất ta quỳ xuống đây mẹ hạ mẹ cha để tạ lỗi với mẹ con mẹ hạ là... không mẹ không cha ơi mẹ ơi, cha lên kiệu về kinh đô rồi. Mà sao, bà con đến nhà mình đông lắm mẹ. Bà Liêu ơi, bà Liêu. Bà Liêu ơi, lại đây tôi bảo. Này, mừng cho bà quá. Đức vua ban tặng cho bà bao nhiêu là lễ vật ạ. Kìa. Các hoàng tử đang đến kia kìa. Hãy quỳ xuống nghe chỉ dụ vua ban. Sản phật vua ban gồm 20 con trâu, 30 con bò, cộng thêm 5 con voi. Voi 100 thúng có nhiều quá không huynh? Bớt xuống 20. Lẽ ra được 100 thúng, nay huynh trưởng ăn còn 20 thúng. Lang Liêu, dạ. Cha rất thương em, cha rất thương em lần này nhất. Đệ huynh đây rất đệ ta cũng ngực ngàng thời cũng rất bàng hoàng. Chẳng ngờ vua lại truyền đi ban. Cha thương là rất mê lắm, rất cắm mê thóc mê nhiều trâu đấy nè. À rất chi là lắm huynh đây vui mừng. À là không huynh đầy buồn cùng mà cũng phát nghe đấy nè. Bát rượu quý.
Dạ, con xin đổi ơn vua cha đã ban cho diệu quý. Đệ xin đa tạ các huynh. Ê! Mẹ ơi! Mẹ! Cha! Cha ban cho con rượu quý! Ngon! 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 Kìa! Lang Liêu! Lang Liêu! Lang Liêu! Làm sao thế? Con đừng làm mẹ sợ con nhá! Lang Liêu! Lang Liêu! Lang Liêu! Con làm sao vậy con? Lang Liêu! Lang Liêu! Bà con ơi! Lang Liêu làm sao thế này? Lang Liêu! Lang Liêu! Lang Liêu! Bác ơi! Mọi người ơi! Lang Liêu bị trúng độc rồi! Các bạn! Bác ơi, bây giờ con phải đưa Lang Liêu về rừng. May ra mới cứu được chàng. Nào các bạn, con giúp bà hãy giúp tôi một tay. Lang Liêu ơi, Lang Liêu, Lang Liêu, Lang Liêu, Lang Liêu, Lang Liêu con. Ôi trời ơi, Lũ Tinh Tinh, nó để chết con tôi rồi. Lũ Tinh Tinh này, Lang Liêu, tỉnh lại đi con. Ôi trời ơi, cháu ơi, trời ơi, nó nào, nó để chết bác rồi. Tránh ra, trời ơi, bác ơi, bác ơi, bác có sao không bác? Chưa bao giờ. Bác bị như thế này. Ôi, Lang Liêu, tỉnh lại đi con. Lang Liêu, Lang Liêu. Mẹ. Ôi, anh. Lang Liêu, con tỉnh lại rồi. Đứng dậy đi con. Nào, chàng hãy cố lên. Nhờ. Lang Liêu, con lại làm sao thế con? Lang Liêu ơi, con đừng làm mẹ sợ con nha. Lang Liêu, kìa, Lang Liêu, Lang Liêu, Lang Liêu ơi, Lang Liêu, Lang Liêu, Lang Liêu, Lang Liêu, tỉnh lại đi con ơi, tỉnh lại với mẹ đi nào, con đừng bỏ mẹ mà đi, sau cuộc đời con. Sao cuộc đời con lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế? Sao ông trời lại cay nghiệt với mẹ con mình như vậy? Lang Liêu, gan bào, ruột mẹ quặn ôi thương ơi, vì đâu nên nỗi tôi sau mẹ đây.
gan thận quan đau. Cầu nay đã gãy vì tìm đâu thấy bóng con khó bên mẹ khi rơi. Lăng Liêu chẳng tỉnh dậy đi mà. Xin các người hãy để cho con vào với con tôi. Nó chẳng sống được bao lâu nữa. Lang Liêu, Lang Liêu, dài dầu những nắng cùng mưa nhớ. Tan nát nước nó nghẹn ngào mẹ tuổi mẹ đau. Lăng Liêu, Lăng Liêu ơi, kiều Lăng Liêu, Lăng Liêu, Lăng Liêu ơi, tỉnh lại đi con tỉnh lại rồi. Đi lấy thuốc, đi lấy thuốc. Con tỉnh lại đi con. Con ơi, bây giờ con sẽ cho Lăng Liêu uống thuốc. Con tin Lăng Liêu uống bát thuốc này vào chàng sẽ tỉnh lại. Con giúp bác đi. Bác chỉ có mỗi một mình nó. Nếu nó có bề gì bác không sao sống nổi. Lăng Liêu chàng cố lên. Lăng Liêu con. Cố lên mà Lăng Liêu. Lăng Liêu. Bác ơi, bát thuốc này con đã điều chế bằng 50 loại lá và rễ cây. Con tin Lăng Liêu uống bát thuốc này vào, bao nhiêu độc tố trong cơ thể sẽ được tiêu trừ hết. Lăng Liêu ơi, uống đi con. Chàng hãy uống đi. Con uống đi con. Kìa, Lăng Liêu, Lăng Liêu ơi. Bác ơi, bác ơi, Lăng Liêu tỉnh lại rồi. Lăng Liêu con mẹ, tỉnh lại rồi con. Lăng Liêu. Mẹ. Con. Thục Anh. Em đây, cố lên con. Chàng dậy đi. Đứng đi. Nào, đứng lên con. Lăng Liêu. Sao thế con? Lăng Liêu. Bác ơi, không sao đâu ạ. Có sao không con? Mẹ ơi, con đã khỏe lại rồi. Thục Anh. Lăng Liêu. Thục Anh nàng ơi, nhờ con nàng và các bạn Tinh Tinh đã tìm ra thuốc quý mà ta đã thoát được kiếp nạn. Ta quỳ xuống đây xin được cảm tạ nàng đã cứu mạng ta. Lăng Liêu, không cần phải như vậy đâu. Các bạn Tinh Tinh, ta quỳ xuống đây xin cảm tạ các bạn đã cứu mạng ta. Nào, em đã bảo là không cần mà. Kìa, các bạn có cái gì vậy? Trời ơi, có một nắm cơm. Bác ơi, ở đây có một nắm cơm ạ. À. Cơm ta nấu đi con ạ. Nhưng mà ta có nắm đâu con. Thế thì chắc là các bạn của con nắm đấy. Chắc các bạn của con muốn biến cơm của bác trở thành trái ngọt đây mà. Bác nhìn xem, trông có giống trái đào không ạ? À? Lăng Liêu ơi, chàng nếm thử đi, xem có ngon không.
ngon không? Có ngon không con? Mẹ ơi, ngon lắm mẹ à. Lại dẻo và thơm nữa. Nếu mà gạo của vùng đất Hương Trầm quê ta được nấu thành cơm, khi cơm vẫn còn nóng mà được giã nhuyễn ra, chắc chắn khi ăn sẽ được dẻo hơn, thơm hơn và ngon hơn rất nhiều mẹ. Đúng rồi con. Vậy để em kiếm cái gì cho chàng giã cơm nhé. Gọi là cái chày và cái cối, những thứ đó ở đây có không nàng? Chày và cối à? Đúng rồi. À, hình như ở trong hang có, để em vào lấy cho chàng nhé. Ừ. Nào mẹ, các bạn giúp tôi một tay. Đi nào. Mẹ. Con. Nào, nhanh lên nào. Lang Liêu ơi, để ta giúp. Lang Liêu con. Dạ. Bác ơi, bác xem này bác. Bác xem đi. Mẹ. Lang Liêu. Bác ơi. Mẹ ơi. Ôi. Ôi. Ngon. Thơm. Mà dẻo quá. Hai con ăn thử đi. Dạ. Đây, ta cho các ngươi thử nha. Lang Liêu ơi, ăn đi. Ngon lắm. Bạn nãy cái thằng này là... Kìa. Kìa các bạn. Thế là Lang Liêu đã thoát được kiếp nạn rồi. Chẳng ơi ta vui quá. Thục Anh,
chúng làm sao thế nhỉ? Sắp đến mùa sinh sản mà. Chẳng không thấy ư? Những đôi chim đang tha xác về xây tổ. Cây cối đâm chồi nảy lộc sinh sôi. Đúng rồi. Kìa, xa xa phía chân núi, chẳng có nhìn thấy đàn nai đang thong thả gặm cỏ kia không? Có. Chẳng có nhìn thấy con nai đầu đàn không? Chúng nó mới oai vệ và dũng mãnh làm sao? Nó đang đi tìm bạn tình đây. Làng Liêu. Ok. Nào, các bạn, Làng Liêu. Làng Liêu. Làng Liêu. Trả lại Tùng Anh cho ta. Làng Liêu. Làng Liêu! Làng Liêu! Nàng ơi, tiếng ai? Tiếng ai như tiếng cha ta? Hình như là Đức Vua. Làng Liêu! Cha ơi, con ở đây. Làng Liêu, cha. Trời đất ơi, cha. Làng Liêu, con đã thoát được kiếp nạn rồi ư? Dạ vâng. Cha ơi, con mời cha vào trong này. Dạ, con mời cha ngồi. Mẹ, cha ngồi đi cha. Làng Liêu ơi. Cha ơi, đây là những giọt nước đầu nguồn, rất mát trong và ngọt lành thưa cha. Con đã thoát được kiếp nạn và có được sức khỏe như bây giờ là nhờ vào những lá thuốc quý được Thục Anh và các bạn Tinh Tinh tìm ra. Cùng với những giọt nước đầu nguồn này, con kính mời cha uống nước. Con uống đi, để chất độc trong con tiêu tan hết. Không, bát đức quý này con để dành phần cha. Con đã phải mất 2 ngày 2 đêm mới hứng được chúng. Cha ơi, con mời cha uống nước. Làng Liêu. Dạ. Con vẫn yêu ta đến như vậy ư? Làng Liêu, à, con nhìn này, hai cha con mình đấy, hai cha con mình trong những giọt nước đầu nguồn đấy. Dạ đúng rồi cha ơi. Gia đình mình đấy. Nàng uống đi. Con uống đi. Dạ, con xin cha. Trời ơi, nàng ơi, nàng uống đi. Ta có một đứa con có hiếu, vậy mà ta đã đánh rơi con chỉ vì ta hắt hủi con. Làng Liêu. Cha, lòng những y nghẹn y ngào, xót đi trái này, lệ ướt mi cay. Con thời hiếu thảo thương y cha từng ngày. Cha ơi, con khờ lâu nay vẫn đi chịu đọa đây, tấm thân cha hào gầy. Tuổi sầu tê tái thân đi cha, bão táp mưa
ta trốn cung vàng chia xa đôi đàn tình. Dẫu rằng đương thực ngỡ chiêm bao như lạc vào giấc mơ. Lang Liêu con. Dạ. Con đã thoát được kiếp nạn. Này cha cho phép con xử tội những kẻ đã hãm hại con. Cho vào. Lang Nghĩa Lang Nhân. Dạ. Chỉ vì lợi danh quyền quý mà hai ngươi, mà hai ngươi hãm hại cả em mình. Cả trời đất vạn vật xem khinh. Các ngươi đã biết tội của mình chưa? Dạ chúng con biết tội rồi ạ. Xin Đức Vua mở lượng hải hà mà tha tội chết cho chúng con ạ. Không được. Chỉ vì lợi danh quyền quý mà hai ngươi đã đầu độc cả em mình. Ta là vua, ta là vua thì phải thực công minh, phải xử tội hai ngươi để làm gương cho kẻ khác. Dạ dạ. Người đâu? Dạ. Chém đâu? Dạ. Dạ. Đức vua cho phép chúng con đứng dậy để chúng con nói. Dạ. Nói gì thì nói đi. Xin cha nghi tha thứ nghi con biết tội chúng con đây rồi cha ơi. Xin người mở lượng vị tha hải hà nghi không bắt chết chúng con đây thời ân hận cúi xin cha tha tội tay đình buồn ra nặng quá. Ôi trời đất có lẽ hiếu sinh, có vay thời có trả. Này ta cho sẽ cho phép Lang Liêu xử tội các người. Lang Liêu, Lang Liêu. Các huynh đứng dậy cả đi. Dạ thưa cha, hai huynh quả là có tội, song tính mạng thời con vẫn giữ. Con xin cha mở tấm lòng son mà tha tội chết cho hai huynh. Dù sao, hai huynh vẫn là cốt nhục của cha, là huynh đệ ruột thịt của con. Con xin cha vì giang sơn xã tắc mà tha tội chết cho hai huynh vẹn tròn tất cả. Được. Ta cảm động trước tấm lòng nhân nghĩa của Lang Liêu. Ta tha tội chết cho hai người. Dạ đội ơn Đức Vua. Khoan. Tội chết ta có thể tha, nhưng phải đuổi đi biệt xứ. Cha. Thưa toàn thể bà con, từ ngày mẹ con phu nhân rời hoàng cung đến đây để khai hoang lập ấp, hoàng tử đã dạy bà con phá dãy làm nương, đuổi những con thú dữ hung tàn, ai ai cũng thấy vui mừng phấn khởi.
Hơn nữa, hoàng tử còn san sẻ bao nhiêu bổng lộc của triều đình chia cho bà con. À, dạ, quả thật là chúng tôi biết ơn mẹ con phu nhân nhiều lắm mà. Dạ, xin đa tạ lão trưởng, đa tạ toàn thể bà con. Ngày giỗ sắp tới rồi, thế hoàng tử đã chuẩn bị món gì để dâng đức vua trong ngày lễ tế trời tế đất chưa ạ? Thưa lão trưởng, thưa toàn thể bà con, thực làng Liêu tôi cũng chẳng dám giấu, cho đến tận bây giờ làng Liêu tôi vẫn chưa biết sẽ phải nấu món gì để dâng kính lên tổ tiên, dâng kính lên vua cha trong ngày tế trời tế đất. Bà con, đêm qua tôi có một giấc mơ. Bà con lại cả đây. Lại đi bà con. Tôi kể cho bà con nghe. Bác ơi, bác ngồi đây. Lão trưởng ơi, con mời lão trưởng hãy ngồi xuống đây. Lão ngồi đây. Dạ thưa lão trưởng, thưa toàn thể bà con, giấc mơ đêm qua tôi gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ ấy hiện lên ở vạt rừng xa kia, rồi cụ bay lại đây rất nhanh. Trong giấc mơ cụ nói với tôi rằng Trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo, bởi hạt gạo nuôi ta trong cuộc sống thường ngày. Đúng rồi, làng Liêu con nói rất đúng. Trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo con ạ. Thưa bà con, làng Liêu nói đúng lắm. Trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo bà con ạ. Mẹ ơi, mẹ nói phải lắm. Thưa lão trưởng, thưa toàn thể bà con, trong trời đất hạt gạo là quý giá nhất. Nếu mà trong cuộc sống mà không có gạo thì ta phải biết sống làm sao đây? Trăng trong tinh khiết đi. Làng Liêu của mẹ giỏi lắm. Hạt gạo dâng nghi đời nuôi ta khôn lớn đi. Cao quý trời đất bao la, tận cùng sông núi hạt gạo diệu kỳ có ở muôn nơi. Mẹ ơi, mẹ có nhớ ở trong rừng bữa trước các bạn tinh tinh đã nắm cơm không hả mẹ? Vậy sao? Con không làm bánh từ gạo mà ra hả con? Mẹ ơi! Đúng rồi. Con đã nghĩ ra rồi. Ôi! Lão trưởng ơi! Bà con ơi! Làng Liêu đã nghĩ ra rồi. Làng Liêu sẽ lấy gạo thơm ngon nhất của làng Hương Trầm để làm hai thứ bánh. Một thứ bánh tượng trưng cho trời, một thứ bánh tượng trưng cho đất, để kính dâng lên tổ tiên, kính dâng lên vua cha trong ngày tế trời tế đất. Bánh dâng kính tổ tiên.
mưa thuận hòa, nhân khang vật thịnh, tươi tốt muôn hoa khắp gần xa. Ta dâng lên tấn nghi có nghi người minh chứng nghi như đất ní như trời mãi thủy chung nghi sắt ní nghi nghi son cho nghi lòng chung hiếu mâm bánh dâng người mong cầu tốt tươi khắp trong xa gần muôn người an ân. Ta cầu chúc muôn người khắp chốn nhân gian. Dạ, thưa toàn thể bà con. Bà con mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc để giúp mẹ con Lang Liêu làm ra hai thứ bánh. Kính dâng lên tổ tiên, kính dâng lên vua cha trong ngày tế trời tế đất. Bà con đứng tay đi. Nếp mới nước non hòa theo tiếng trời vang núi đôi thật thình mơ trắng. Cảm tạ tất cả bà con. Ba ngày ba đêm là công sức của tất cả bà con đã làm ra hai thứ bánh để kính dâng lên tổ tiên, kính dâng lên vua cha trong ngày tế trời tế đất. Ấy muôn dân cùng các lạc hầu lạc tướng. Này, ta đã nhận được lễ của các hoàng tử. Bây giờ đến phần dâng lễ của hoàng tử Lang Liêu. Hoàng tử thứ 22 dâng lễ. Dạ thưa vua cha, đây là hai thứ bánh tượng trưng cho trời và đất, là lễ vật của con để kính dâng lên tổ tiên, kính
kính dâng lên vua cha trong ngày tế trời tế đất. Giỏi, Lang Liêu con giỏi lắm. Dạ. Vậy con đặt tên cho hai thứ bánh này là gì? Dạ thưa cha, trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo, bởi hạt gạo nuôi sống muôn người. Vậy nên con đã lấy loại gạo thơm ngon nhất của làng Hương Trầm để làm ra hai thứ bánh này. Một thứ bánh con lấy gạo nấu thành cơm, khi cơm vẫn còn nóng, được giã nhuyễn ra, khi ăn chắc chắn sẽ dẻo hơn, thơm hơn và ngon hơn rất nhiều. Thứ bánh hành tròn này tượng trưng cho trời, tượng nghĩa cho cha, con đặt tên là bánh dày. Dạ, còn thứ bánh hình vuông tượng trưng cho đất, bởi đất ôm ấp nuôi dưỡng muôn loài. Nhân bánh được làm từ đậu xanh và thịt thú rừng, bánh được bọc bởi lá rong rừng cũng tượng nghĩa cho mẹ, bởi cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng con cái. Dạ, con đặt tên cho thứ bánh vuông này là bánh trưng thưa cha. Con đã phải mất 3 ngày 3 đêm để làm ra hai loại bánh này. Dạ thưa cha, bánh trưng bánh dày cũng tượng trưng cho sự ôm ấp bao bọc của cha mẹ đối với con cái, sự hiếu kính của con cháu đối với tổ tông ông bà, và cũng tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt. Con kính lên cha thường lắm mà. Ngon, ngon lắm. Hỡi dân chúng cùng các lạc hầu lạc tướng, hay ta truyền hai món bánh của Lang Liêu sẽ là hai lễ vật chính đặt trên bàn thờ để dâng kính tổ tiên, để tế trời tế đất trong 3 ngày Tết. Đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế. Lang Liêu, dạ, con giỏi lắm. Con quả là người có tài có đức, lại hiếu kính với tổ tiên. Này ta truyền cho khắp mọi miền, Lang Liêu sẽ là người kế vị ngai vàng. Chuyện xưa quý như chuyện đi cùng sông núi, giữa y giữa non ngàn phòng phán, nhân ý nghĩa ý bao đời cho khắp đất trời hoàn mỹ cai. Dâng bánh đi lên vua trai, son sắt đi ngàn mỹ mai, sau trước một nhà vẻ nghĩa thủy chung. Tượng trưng cho đất đi cho trời, tranh đi bánh dâng người tượng trưng cho đất đi cho trời, cho lòng chung hiếu ý, cho lòng chung thủy sắc đi sau đi, mãi luôn tròn đi trước đi sau. Giỏi, giỏi lắm.